Hôm nay chúng ta sẽ học cách vẽ một cái ly bằng phần mềm SolidWorks. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo file mới. Phát, chọn OK. Ta chọn mặt phẳng top. Chọn lên vẽ. Chọn lên vẽ. Ta vẽ hình tròn. Trên lần này để thay đổi kích thước hình tròn theo ý muốn của ta. Tiếp theo chọn OK. Ta dựng nó lên để cho giống cái ly 150. OK. Ta chọn mặt phẳng này. Ta tạo một phẳng song song để vẽ cái tay cầm, khoảng cách là 50. OK. Ta chọn mặt phẳng vừa tạo. Ta chọn lên vẽ. Và ta vẽ hình tròn. Ta ấn S để hiện cái bảng này ra. Và ta chọn lên thay đổi kích thước tay cầm 15. OK. Tiếp theo ta chọn mặt phẳng stop. Nhầm, chọn mặt phẳng right. Tấn còn cho F3, còn cho số 3 để chuyển sang mặt phẳng đó. Ta chọn lệnh vẽ này. Và ta bắt đầu vẽ được cong của cái tay cầm. Tấp bullet để thoát lệnh vẽ. Và chọn OK. Tiếp theo ta sẽ chọn hai cái đoạn hẳn ta vừa vẽ. Ta chọn lệnh này và chọn OK. Ta đã có tay cầm. Ta chọn mặt phẳng này. Ta tạo lệnh vẽ trên đó. Ta vẽ đường tròn. Vẫn còn cho số 5 để hiển thị hình ảnh vuông góc với mặt phẳng đa vừa ta cần vẽ. Ta vẽ hình tròn. Ấn S mở bảng này ra và thay đổi. Nhập 100. Và OK. Ta chọn lệnh này. Cắt nó xuống là 130. OK. Tiếp theo ta sẽ vo tròn cái cạnh. Ta chọn lệnh này. Chọn thông số là 20. Và ta vo tròn cạnh bên trong 15. Và bên ngoài. Và OK. Tiếp theo ta vo tròn cái miệng của ly. Ta chọn thông số là 5. Và OK. Ta click trái vào cái này và ấn nó đi. Chúng ta đã có được cái ly cơ bản. Video đến đây là hết. Thank you.
Cảm ơn các bạn.